Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Thưa quý vị, và ngày hôm nay trong một không gian rất quen thuộc của nhà hàng Vị Ngon. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần hẹn hò. Hôm nay thì ai sẽ hẹn hò với ai và các Tường sẽ mai mối cho một cặp đôi như thế nào đây? Xin mời quý vị chờ trong giây lát. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Ok. Ok. Rồi bây giờ mời em trai thể giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình. Dạ, em tên là Lê Quang Phúc, là hiện tại là 32 tuổi. Nghề nghiệp của em là IT, dịch vụ in ấn thanh tùng. Em quê ở đâu? Dạ, quê em ngồi Đà Nẵng. Rồi, mời em gái. Đầu tiên em chào chị Cát Tường và mọi người khán giả có mặt trong phòng quay. Em tên Trần Thị Vân, em năm nay 29 tuổi, em quê Ninh Thuận. Hiện em đang điều dưỡng ở Bệnh viện Pháp Việt. Em xin hết, em cảm ơn. À, điều dưỡng ở Bệnh viện Pháp Việt. Dạ. Em làm đó lâu chưa? Em làm đó cũng gần một năm. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em vui tính, hòa đồng với lại biết bắt điện trong gia đình. Còn điểm yếu em hay quên lắm. Mà định hướng của em sau này là sẽ lập nghiệp trong này luôn hay là về quê hay là như thế nào? Dạ trong này luôn á chị. Em có dự định phát triển gì thêm trong cái sự nghiệp của mình nữa không? Có chứ chị. Rồi cái kế hoạch trong tương lai là gì? Giờ có để dành được đồng bạc nào chưa? Dạ được rồi chị. Được nhiều ít rồi? Dạ khoảng 100-200 rồi chị. Trời ơi nhiều dữ vậy. Rồi ai giữ tiền đó, ai giữ? Dạ em bỏ trong sổ tiết kiệm với chị. À, khi nào cưới vợ em lấy ra chị. À, thế còn mẹ thì sao? Hiện giờ mẹ còn làm gì không? Dạ không. Không? Dạ. Đúng không? Là giờ là mẹ là mình phải phụng dưỡng mẹ đúng không? Dạ. Ừ. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em đó là em chăm chỉ, em hiền lành. Còn điểm yếu của em đó là em ít nói. Nhà đông anh chị em không? Nhà em chỉ có hai chị em. Hai em chị là em. Đầu. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em được trải qua 3 mối tình rồi chị. Ừ. Tay cách đây là 3 năm rồi chị. Do hoàn cảnh nên em mới chia tay bạn gái. Hoàn cảnh là hoàn cảnh làm sao? Do bạn gái là có bạn trai mới rồi. Có nghĩa là phản bội em? Dạ. Thế còn em, tình trường sao cưng? Dạ em có một mối tình người em thích thôi chứ không có quen. Vậy là coi như tình đơn phương? Dạ. Mà người đó có biết em thích người ta không? Em nghĩ là người đó có biết. Em có tỏ tình, em có chia sẻ, thổ lộ lần nào chưa? Dạ chưa. Rồi vậy là em có nụ hôn nào với một người khác giới chưa? Dạ chưa. Ông cười gì không? Em nghe chưa có nụ hôn lần đầu tiên. Tụi em cười. Dạ. Tại sao em cười? Dạ, hài nhiên. Lòng. Thấy lạ không? Dạ lạ, tại vì em cũng hôn bạn gái rồi. À, thật ra đây là một cặp đôi mà như hơi tương xứng với nhau. Cả hai đều chưa có một mối tình nào sâu đậm. Rồi bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Cao 1m55, khuôn mặt dễ thương, tóc dài, biết lo lắng trong gia đình là được rồi. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ em không thích người bạn gái là không có chảnh chẹ. Ừ. Nếu được thì trong một mối quan hệ em thấy được thì em nghĩ mình sẽ quen bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân? Nếu mà quen được tùy bạn gái bên kia, tại vì em cũng lớn tuổi rồi. Khoảng 6 tháng hoặc năm gì đó. 6 tháng 1 năm. Dạ. Tiền bạc đám cưới cũng sẵn sàng rồi ha. Dạ. Mẹ cũng đồng ý hối thúc ha. Mẹ có đặt tiêu chuẩn tìm nàng dâu như thế nào không? Mẹ em hiền lắm chị ơi. Biết là lo lắng cho mẹ với anh. Phụ mẹ được rồi. Ừ. Rồi vậy còn em, em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ mẫu người của em đó là em muốn người đó điềm tĩnh, hiền lành, biết lễ phép với người lớn, có hiếu với cha mẹ, có chí cầu tiến. Em không thích rượu chè cờ bạc. Em cũng không thích hình xăm. Có hình xăm gì không? Dạ không. Có rượu chè cờ bạc không? Dạ không. Có hút thuốc không? Dạ không luôn chị. Không nhậu nhẹt luôn? Dạ. Không biết uống chai bia nào? Cũng có uống nhưng mà uống 1-2 ly thôi chị. Ừ. Tương đối được. Dạ, xấu hay đẹp không quan trọng. Trời, xấu hay đẹp cũng phải quan trọng chứ. Không muốn ngoại hình sao hết trơn à? Miễn là đừng có xấu quá là được rồi chị. Ai biết cái chữ quá của em là bao nhiêu nè. Người đó phải là người có trách nhiệm, phải là người của gia đình. Ừ. Hãy nhìn qua cánh cửa trái tim. Wow. Cảm nhận đầu tiên khi mình nhìn thấy nhau lần đầu tiên. Em thấy cô ấy rất là hiền, rất dễ thương nữa. Cảm xúc trong người mình có sự rung động xao xuyến gì không? Dạ có. Cái tim đập đập thì mình. Cái lưỡi thì đập 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 đập. Cái miệng thì rung rung luôn. Nói chuyện hơi bị cà lăm luôn. Tôi cảm nhận được điều này. Thế còn em? Em thấy anh này hiền. Em có một ấn tượng tốt với anh. Như vậy là quá tốt rồi. Bây giờ Tường sẽ cho các bạn thêm thời gian để có thể là tìm hiểu nhau kỹ hơn nữa nha, để cho mình có thể thấu hiểu nhau. Mới có cái nhìn đầu tiên thôi, chưa có nói chuyện. Này sao đây, quên quá, rung quá quên luôn hả?
Ui, lẹ lên nè. Đây là món quà anh tặng em. Nhân dịp là lần đầu tiên anh gặp em. Em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà tặng cho anh. Vậy anh cảm ơn cũng được. Rồi, được rồi. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Vị Ngon. Xin mời. Nhớ nha, vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Rồi, chúc hai bạn ngon miệng. Món cá này em ăn được không vậy? Dạ được. Anh không biết ăn món này. Em nghĩ anh thử ăn đi. Nó cũng không có gì đâu. Món này anh ăn không được. Thường thường anh thích ăn cái gì? Anh thì thích ăn cá hộp thôi. Cá hộp hả? Anh không thích ăn cá tươi hả? Không. Với lại món trứng chiên. Anh thích ăn trứng chiên. Cứ em muốn ăn cái gì? Em thích ăn những món mà mình nấu á. Nhưng mà thật ra nó cũng không có phải là lúc nào cũng như vậy hết. Nếu mình bận thì mình có thể đi ra ngoài ăn. Nó sẽ tùy. Dạ. Em có ai thường đi chơi nào không? Thật sự không thường đi chơi. Nhưng mà đôi khi em cũng có. Còn anh là chạy xe tối thứ bảy hoặc chủ nhật gì đó. Lại anh hay đi xem phim một mình không à? Ở đó giờ chưa quen ai á. Dạ. Đi xem phim một mình không à? Anh thường thường anh đi làm buổi chạy xe buổi tối tới mấy giờ thì anh nghỉ? Khoảng 11 giờ đêm về. 11 giờ đêm về, còn buổi sáng hôm sau thì mấy giờ anh sẽ đi làm tiếp? Anh đi làm từ 7 giờ sáng, 7 giờ tối. Rồi về xong tắm rửa xong đi chạy xe luôn. Mấy giờ thì anh đi ngủ? Tầm 1 giờ. Tại sao anh lại ngủ trễ như vậy? Tại vì lúc mà chạy xe về là chưa thấy buồn ngủ. Em nghĩ á, anh đi làm như vậy sẽ rất là tốt. Nhưng mà anh phải lo cho sức khỏe của mình. Nếu mà được anh sắp xếp được á, thì đi làm về xong anh nên đi ngủ sớm hơn. Ăn chưa? Hết biết nói gì luôn rồi hả? Không có tôi là đơ luôn rồi hả? Sao vậy rồi không ăn miếng nào luôn hả? Món này không ăn được. Giờ hai bạn nhìn nhau qua cửa trái tim. Người nói một câu nữa thôi. Rồi nãy giờ bạn trai nói rồi bạn hơi rung. Tại em nói trước đi, phát biểu cảm nghĩ của mình. Cảm nghĩ của em về bạn trai đó là bạn rất là hiền và giản dị. Em cảm nhận như thế nào? Em cũng thấy bạn nữ này cũng hiền, nhu tính. Trời ơi, rồi cặp đôi này hẹn hò với nhau rồi hai đứa nó ngồi nó nói chuyện gì trời. Nó mất đi hẹn hò rủ chị Tường đi theo hả? Bây giờ sau khi kết thúc chương trình, ngày hẹn hò đầu tiên của hai bạn là lúc nào? Ngày mai em sẽ hẹn cô gái đó đi xem phim. Bây giờ em nói với cổ đi. Em ơi, nếu như hôm nay em đồng ý cho anh cơ hội hẹn hò, bấm nút hẹn hò. Hứa hẹn cho cổ hấp dẫn cổ mới bấm nút chứ. Mời em. Mà em ơi, hãy cho anh một cơ hội để ngày mai anh có thể mời em đi xem phim 212 Lý Nhân Thắng. Được rồi, đi xem phim không có tốn tiền. Chương trình tặng vé. Rồi trước khi đi coi phim có cho người ta ăn uống gì không? Dạ có chứ chị. Có tiền không? Dạ có. Tưởng đâu lại tính cái gì không tốn tiền nữa chứ, khổ ghê. Đi xem phim lại có mua này nọ vô trong phim á. Thật thà quá các bạn ơi. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, sát ghế vô. Nếu đồng ý hẹn hò, chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm. Không đồng ý, chúng ta có quyền lấy tay ra. Bạn mời hai bạn quá. Cố gắng lên. Nhắm mắt lại. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Lại thêm một cặp đôi nữa đã đồng ý kết nối với nhau trong chương trình này. Đây chỉ mới là sự khởi đầu thôi hai em nha. Cái đoạn đường phía trước của hai em còn dài lắm. Mà chị cũng lo cho hai em lắm đó. Rồi đây là gửi cho em gái một món quà để làm đẹp nè. Nè, vé xem phim nè anh. Mai đi coi phim khỏi tốn tiền mua vé. Dạ, cảm ơn chị. Nha. Cảm ơn hai bạn. Những cảm xúc rất là ngây ngô, rất là dễ thương. Mặc dù nó chưa có cái gì nó trọn vẹn hết, nhưng mà đây là những cung bậc cảm xúc rất là thật đó quý vị. Bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi thưa quý vị. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.